Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 28 tháng 3 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Theo tử vi chủ nhật ngày 28 tháng 3 năm 2021, nhờ tam hội phù trợ nên sự nghiệp của người tuổi Tý tiến triển vô cùng thuận lợi. Trong ngày hôm nay, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân và người đó sẽ giúp bạn khắc phục được những khó khăn còn tạm thời bỏ ngỏ suốt thời gian qua. Bản mệnh cũng có thể nhận được sự tán thưởng của người bên trên, bạn bè và đồng nghiệp vì đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Hãy tin rằng mọi công lao của bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai và tiếp tục cố gắng hơn nữa. Thủy sinh mộc cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới phát triển rất tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn có thể được một vài đối tượng hứa hẹn tiếp cận, hãy lắng nghe trái tim mình và suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh kim. Có tin tức về tình cảm, sức khỏe, công danh, tài lộc của người ở nơi xa khiến mình có sự hao tốn tài lộc về giấy tờ, pháp luật. Hoặc do người cộng sự, cấp trên gặp rủi ro, gặp chuyện buồn ảnh hưởng đến danh phận, tiền bạc của mình. Tài lộc vào ra thất thường. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh thủy. Gia đạo có hỷ sự, tin vui hoặc có tin tức tốt của bè bạn ở nơi xa hoặc về công danh, tiền bạc. Hao tài cho tu bổ, mua sắm, tiệc tùng. Ngày có sự bận rộn về sự giải đáp, thư tín hoặc có lời khuyên giải giúp đỡ người khác. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh hỏa. Mọi sự chờ đợi đã qua nay đã đến lúc thay đổi, hoặc bắt tay vào công việc. Ngày có nhiều chuyện tình cảm tốt, có tin vui, hỷ sự, tài lộc tốt, thuận lợi cho việc hợp tác, hùn hạp, đi xa. Tử vi tuổi Canh Tý, thuộc mệnh thổ. Ngày thuận lợi cho việc kết bạn, đính ước, hội họp, tiệc tùng, đình đám. Có tin vui ở nơi xa, hoặc có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân. Thuận lợi cho việc khởi công, hợp tác, đầu tư, kết thúc công trình. Tài lộc tốt. Tử vi tuổi Nhâm Tý, thuộc mệnh mộc. Có nhiều sự việc xảy ra bất ngờ ngoài dự tính. Không nên ngại sự chậm chạp vẫn có kết quả tốt. Ngày có sự gặp gỡ, hội họp, tiệc tùng, cuộc vui. Có người ở xa trở về hoặc có tin của họ. Con số may mắn, 4, 8. Giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu. Thiên ấn nâng đỡ, người tuổi Sửu có thể khẳng định được vị thế của mình trong các ngành nghệ thuật, khoa học, dịch vụ, bạn nhận được sự khâm phục của mọi người và sự đánh giá cao của những người có chức có quyền trong tập thể. Bạn có thể sử dụng trí thông minh và sáng tạo của mình để mở những lối đi riêng và phát triển theo hướng hoàn toàn khác biệt với mọi người. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải hòa đồng hơn với mọi người, chớ tự cô lập bản thân với xã hội. Thổ khắc thủy. Bản mệnh cần phải quan tâm đến gia đình của mình chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp của mình. Cho dù có bận rộn đến đâu cũng hãy cố gắng dùng bữa tối với mọi người, đây là thời điểm để gắn kết tình cảm giữa các thành viên. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh kim. Mọi việc không nên vội vàng quyết định, dù có tiến hành thì cũng gặp sự cản trở, nhưng cũng không nên bỏ dở, và chờ tin tức khác. Có tin buồn, có tài lộc, hoặc có lộc ăn, quà tặng, ngày thuận lợi cho sự tu bổ, chỉnh đốn lại công việc. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều âu lo, buồn phiền vì có nhiều chuyện xảy ra gây rắc rối, trở ngại cho công việc cũng như sức khỏe, tình cảm. Không nên tin vào người khác, hãy tự mình giải quyết lấy công việc của mình. Có sự bạc bẽo, hời hợt trong tình cảm. Đi xa, di chuyển không có lợi hoặc phải nhọc công mới có kết quả. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh hỏa. Ngày không tốt cho sự tiến hành công việc, khởi công. Có nhiều tin xấu về sức khỏe, công danh cũng như bổn mạng, tiền bạc. Nên ngồi yên, tránh mọi sự giao thiệp, đính ước, hò hẹn, đầu tư. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều sự hao tốn hay phải lo lắng cho công việc. Có tin buồn, có người đến đem lại sự bất lợi cho mình. Có tin không tốt của thân nhân, bè bạn trong một chuyến đi hoặc công việc. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh mộc. Ngày không nên toan tính hoặc bày vẽ thêm mọi việc sẽ không có kết quả mà còn gặp sự khó khăn, hao tốn. Ngày gặp chuyện không đâu, không có lợi,
chỉ nhận được những tin buồn. Dù có người đến đem lại lợi lộc cho mình cũng phải có sự hao tốn, chia sẻ. Sức khỏe không tốt, có tin xa. Con số may mắn, 5, 7. Giờ tốt, 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, xám. Quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Xem tử vi chủ nhật ngày 28 tháng 3 năm 2021, cục diện tương phá gây ra ảnh hưởng lớn trên phương diện tình cảm của người tuổi Dần. Đặc biệt, với những người đã lập gia đình, bạn cần phải dành thời gian tâm sự với nửa kia nhiều hơn, bởi tình cảm hai người đang dần trở nên lạnh nhạt. Những người còn độc thân cũng gặp nhiều chuyện không như ý trong tình cảm. Cho dù bạn mở lòng với mọi người xung quanh nhưng bạn lại khó có thể tìm được một người phù hợp. Có lẽ đây không phải thời điểm thích hợp để bạn đến với một ai đó. Tuy nhiên, nhờ có chính tài phù trợ nên bạn gặt hái được những khoản tiền đáng kể. Bạn có thể được thưởng vì đạt thành tích cao trong công việc hoặc tìm được những mối đầu tư có lợi, mang lại lợi nhuận nhanh chóng. Tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh Thủy. Nên từ tốn, chậm rãi không nên quyết định mau chóng sẽ gặp điều bất lợi, đừng ngại sự khó khăn. Nên đi xa, tiến hành việc thay đổi phương hướng làm ăn cũng như về mặt tình cảm. Có tin tức tốt về công danh, nơi ăn trốn ở của bè bạn, người thân. Tài lộc trung bình, hợp các nghề nhiếp ảnh, điện thoại, công nghệ thông tin, vi tính, thời trang, kiến trúc, địa ốc, bảo hiểm, thị trường chứng khoán. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh Hỏa. Có tin buồn về công danh, tài lộc, cũng như bổn mạng của người thân, bè bạn. Tuy nhiên cũng có tin vui về sự thay đổi việc làm. Hoàn cảnh sống của người thân khác. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ, có cuộc vui nhỏ, sự đi lại, di chuyển, có sự lòng vòng hoặc chậm trễ đôi chút. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh Thổ. Ngày có nhiều chuyện lo âu về sức khỏe, bổn mạng, công danh của mình, người thân. Có người giúp đỡ mình trong việc hoàn trả hoặc chi phí cần thiết. Mọi việc nên kết thúc không nên tiến thêm sẽ có hại. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh Mộc. Không nên vướng vào chuyện tình cảm, đã đến lúc phải có sự kết thúc, thay đổi. Hoặc không nên vì tình cảm mà làm hại đến công việc, dự tính của mình. Cuộc vui nào cũng có cuộc tàn, có tin xa, công việc không nên tính toán quá nhiều sẽ không có lợi. Có quý nhân giúp đỡ nhưng chỉ là lời hứa, có sự hoàn trả nợ nần, chi phí. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh Kim. Công việc dễ bị bỏ dở. Bỏ ngang do có sự kiện khác xảy ra, hoặc có cuộc gặp gỡ ngắn hạn vừa về công việc vừa về vui chơi, tình cảm. Có tài lộc nhưng dễ hao tốn. Không nên bàn chuyện người hoặc nhúng tay vào công việc của người khác. Con số may mắn, 4, 6. Giờ tốt, 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh da trời. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Tam hợp phù trợ người tuổi Mão giúp bản mệnh luôn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, vì bạn đang xu hướng lý tưởng hóa mọi việc nên thường thấy chán nản, muốn từ bỏ nếu công việc gặp khó khăn ngoài ý muốn. Bản tính hiền hòa và vui vẻ giúp các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển khá thuận lợi. Bạn là con giáp chân thành, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, không hề toan tính bất cứ điều gì. Vì vậy mà chắc chắn, bạn cũng sẽ được mọi người giúp đỡ nếu gặp khó khăn. Thủy sinh mộc, gia đình của người tuổi này cũng có bầu không khí rất hài hòa và ấm áp. Bạn và nửa kia của mình chẳng giấu giếm nhau điều gì, dù lớn hay nhỏ. Nhờ đôi bên luôn luôn tâm sự, trao đổi mà tình cảm vợ chồng ngày một gắn kết. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh Thủy. Có tin hoặc công việc đến không nên vội vàng tiến hành, giải quyết, vì sẽ không đúng với mục đích. Nên chịu khó nghe sự góp ý kiến của người khác. Đây là công việc chung, tài lộc trung bình. Có tin tức tốt xấu lẫn lộn về tình cảm, sức khỏe của mình và người thân, bè bạn. Có người đi xa, có khách đến. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh Hỏa. Nên cẩn trọng trong mọi việc, ngày có nhiều việc hư hại hoặc nhiều chuyện xảy ra không tốt ngoài dự tính. Nếu là ngày chủ về tình cảm, đình đám, tiệc tùng cũng chậm trễ, không được như ý. Có tin tức về tiền bạc, nhưng còn chậm chạp chưa đến, dễ hao tài. Tử vi tuổi Kỷ Mão. Thuộc mệnh Thổ. Ngày có nhiều tin tức xấu, không thuận lợi cho mọi việc. Không nên mưu cầu những việc lớn lao sẽ có hại.
có sự bôn ba, vất vả, xoay trở khó khăn, nên cầu viện ý kiến của quý nhân, hay cấp trên. Có lộc nhỏ. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh mộc. Làm gì cũng không nên nóng nảy, hấp tấp, có sự trở ngại chút ít. Không nên quyết định theo tình cảm hoặc e ngại sự phật lòng đưa đến hao tốn, bất lợi cho mình. Mọi việc không nên kéo dài. Có lộc nhỏ hoặc lộc ăn, tiệc tùng, đình đám. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh kim. Ngày có tiệc tùng, đình đám, hội họp, gặp gỡ bè bạn, thân nhân. Không nên bày vẽ, kéo dài mọi việc sẽ có chuyện không hay gặp bất lợi cho mình. Dễ gặp rủi ro, tranh cãi, xung đột. Việc đến không được như ý, trọn vẹn. Có lời trách oán. Con số may mắn, 2, 6. Giờ tốt, 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh rêu. Quý nhân phù trợ, Sửu, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Thìn. Căn cứ tử vi chủ nhật ngày 28 tháng 3 năm 2021, chính ấn chiếu mệnh, người tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi nếu tham gia các buổi thi cử hoặc tuyển dụng ngày hôm nay. Bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác và đạt được cái đích đã đặt ra. Những người đi làm nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp. Nếu muốn tiến xa hơn nữa trong tương lai, bạn cần đặt ra cho mình những mục tiêu khó chinh phục hơn, không nên vội hài lòng với thực tại. Tuy nhiên, thổ khắc thủy khuyên con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, đừng khăng khăng với ý kiến cá nhân, bởi chưa chắc tất cả những suy nghĩ của bạn đã là đúng đắn. Tử vi tuổi Giáp Thìn, thuộc mệnh hỏa. Mọi việc mong cầu sẽ đến nhanh và nên tiến hành theo đúng như dự tính. Có thể đứng đại diện cho nhóm bạn, đồng sự khi hợp tác, ký kết, thảo luận. Người trẻ tuổi sẽ là người đắc lực của mình trong vai trò ứng phó, phụ tá. Quan hệ về tình cảm rất tốt, thuận lợi cho việc đính ước, nhưng cũng nên đề phòng có sự trở ngại vì có đệ tam nhân xuất hiện hoặc có điều kiện ngoài khả năng của mình, nên nhẫn nhịn, chớ tranh cãi. Có hỷ sự, tài lộc chưa đến, hoặc có mà phải phân chia, hoặc chỉ có lộc ăn, quà tặng, lộc của sự hẹn ước vừa ý. Tử vi tuổi Bính Thìn, thuộc mệnh thổ. Đã đến lúc cần phải có sự quay lại nơi chốn cũ để giải quyết các công việc cần thiết. Có tin buồn về tình cảm, hoặc có sự chậm trễ về sự giao hẹn, hẹn ước, có tin tức tốt ở xa. Có tài lộc. Tử vi tuổi Mậu Thìn, thuộc mệnh mộc. Ngày có tin tức ở xa tốt xấu lẫn lộn, mọi việc nên chờ đợi không nên vội vã tiến hành, cũng không nên nghe ý kiến của những người khác. Có người ra đi, gặp lại người xưa. Tài lộc trung bình, ngày có sự định kỳ, đáo hạn, đến hẹn. Tử vi tuổi Canh Thìn, thuộc mệnh kim. Có tin tức ở xa. Có người đến nhờ mình giúp đỡ hoặc giúp về ý kiến. Có tin tức tốt về tiền bạc, tài lộc, nhưng dễ hao vì giao thiệp, chia sẻ. Có cuộc vui ngắn, có tin buồn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thuộc mệnh thủy. Có tin xa, mọi việc nên mạnh dạn và tiến hành mới có thể vượt qua được khó khăn hiện tại. Nếu không như vậy thì công việc sẽ không có kết quả, bị đứng chừng, bế tắc. Kết quả còn xa. Con số may mắn, 16. Giờ tốt, 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ. Cục diện tương xung khiến người tuổi Tỵ không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp của mình. Bản mệnh thường nói năng không suy nghĩ, không kiêng nể ai, dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương những người xung quanh. Bản mệnh cũng trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc. Bạn có tham vọng nhưng để đến được thành công, bạn cần phải có lộ trình rõ ràng, không thể nóng lòng mong ước muốn của mình thành công ngay lập tức. Bạn vốn là một người thông minh, có chí tiến thủ, vì vậy hãy biết tận dụng và phát huy điểm mạnh của mình. Tuy nhiên, muốn thành công cần phải dựa vào chính sức của mình, không nên trở thành con giáp tham tiền, chạy theo những gì ngoài tầm với. Tử vi tuổi Ất Tỵ, thuộc mệnh hỏa. Ngày xung của bổn mạng, việc như thế nào thì cứ để yên, không nên toan tính vội vàng chỉ làm cho vấn đề thêm rắc rối. Công việc dễ bị bỏ dở hoặc ngưng ngang do các sự kiện khách quan bên ngoài đưa đến, hoặc có sự hư hại, hoặc có tin không tốt, không thuận lợi khiến cho mình không để tâm vào công việc trọn vẹn. Sự đi hay ở đều khó quyết định, tài lộc không tốt. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thuộc mệnh thổ. Ngày xung của bổn mạng.
không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện và cũng đừng nên nhúng tay vào chuyện của người khác, nếu có đến hỏi ý kiến của mình. Không nên ký kết, hứa hẹn, hấp tấp trong quyết định hoàn toàn không tốt. Có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm đồ đạc, vật dụng. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, thuộc mệnh Mộc. Ngày xung của bổn mạng. Không nên tranh cãi, hoặc nhúng tay vào những việc của người khác dễ bị làm ơn mắc oán. Sự mong cầu về công việc, tin tức đều chậm, có trở ngại. Có tài lộc nhưng dễ hao, nên kết thúc công việc. Tử vi tuổi Tân Tỵ, thuộc mệnh Kim. Ngày xung của bổn mạng. Có cuộc đi ngắn nhưng niềm vui không trọn vẹn. Việc vui chơi không nên quá lời. Tiền bạc tuy có nhưng dễ hao hoặc phải có sự chia chác. Có tin buồn. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thuộc mệnh Thủy. Ngày xung của bổn mạng. Có tin xa, nên cẩn trọng trong vấn đề đi lại có sự sai hẹn, rời hẹn hoặc gặp rủi ro. Có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm đồ đạc, vật dụng, xe cộ. Có tin buồn. Con số may mắn, 3, 7. Giờ tốt, 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ. Thủy khắc hỏa, người tuổi Ngọ rất dễ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh với nửa kia vì những quan điểm bất đồng. Vợ chồng không tránh khỏi những khi cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, tuy nhiên bạn không nên là con giáp thích dậy đời, nói những lời gây tổn thương cho nửa kia trong cơn nóng này. Một khi chiến tranh lạnh xảy ra, dù ai là người đúng, ai là người sai, bản mệnh cũng có thể là người chủ động làm hòa. Vợ chồng cùng sống dưới một mái nhà, mâu thuẫn kéo dài chỉ khiến bầu không khí thêm căng thẳng. Thiên quan cũng khuyên bản mệnh chớ nên nóng nảy, chủ động mâu thuẫn với kẻ tiểu nhân hoặc quan lại xấu trong chính quyền. Một điều nhịn là chín điều lành, điều gì có thể cho qua thì nên cho qua vào ngày hôm nay. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh Kim. Nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hoặc tìm phương kế khác có lợi hơn là làm theo lối cũ. Có tin hoặc có quý nhân, bạn bè đến đem lại chuyện vui, tin lành. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, có sự tu bổ, dọn dẹp, sắp xếp lại công việc, đồ đạc vật dụng. Ngày có hội hè, vui chơi, hò hẹn. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh Thủy. Mọi việc không thể chờ đợi, cần phải tiến hành, hoặc phải tìm phương hướng khác để giải quyết. Có tin tức ở xa hoặc có thân nhân, bè bạn đến, có tiệc tùng, đình đám, cuộc vui nhỏ. Có người đem tin buồn đến và cần nhờ vả, giúp đỡ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, thuộc mệnh Hỏa. Ngày có sự hội họp, gặp gỡ, tiệc tùng. Có tin tốt thuận lợi về tình cảm, tài lộc. Có tin tức ở xa, hoặc người xưa quay trở về. Nếu có người đến bàn chuyện hùn hạp, hợp tác thì nên nhận lời. Có quà tặng, lộc ăn. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thuộc mệnh Thổ. Ngày có tin vui, hỷ sự, tiệc tùng, gặp gỡ. Có người đi xa, hoặc có tin tức ở xa, nên cẩn trọng trong vấn đề di chuyển, đi lại có rủi ro. Có sự thuận lợi về tiền bạc, công việc làm ăn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, thuộc mệnh Mộc. Có sự hò hẹn, gặp gỡ giữa mình và thân nhân, bè bạn. Có tiệc tùng, đình đám, vui chơi hoặc có tin tức tốt về công danh, tình cảm. Ngày có nhiều chuyện xảy ra cần phải có sự dàn xếp khéo léo để giải quyết tất cả. Nên cẩn trọng khi đi lại, di chuyển, có trở ngại nhỏ. Con số may mắn, 4, 5. Giờ tốt, 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường tím, đỏ. Quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi. Tử vi chủ nhật ngày 28 tháng 3 năm 2021 cho thấy, thiên ấn chiếu mệnh, người tuổi Mùi thông minh và khôn khéo sẽ đạt được những mục tiêu mình đặt ra từ trước đó. Những kinh nghiệm làm việc phong phú có thể giúp bạn tìm ra hướng giải quyết khó khăn một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, con giáp này nên mở rộng mối quan hệ của mình, không nên tự tách bản thân ra khỏi tập thể. Sức mạnh tập thể là vô cùng to lớn, nó sẽ giúp bạn chinh phục những đỉnh cao mà bạn không thể nào với tới nếu chỉ có một mình. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực thành là ngày tránh việc kiện tụng, tranh chấp. Vì vậy, dù có bất đồng quan điểm với ai, bạn cũng chỉ nên góp ý nhẹ nhàng, không nên nóng nảy nói lời động chạm tới người khác. Tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh Kim. Mọi việc không nên hấp tấp tiến hành nhanh chóng, dù sự việc có cấp bách. Càng chậm càng tốt, sẽ có lợi.
nên tiếp tục lắng nghe hoặc chờ đợi tin tức mới sẽ có kết quả tốt. Ngày có nhiều tin tức hoặc có tiệc nhỏ, nhà có nhiều người đến. Có tin buồn về sức khỏe của người thân ở xa, hao tài về mua sắm, giao thiệp. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh Thủy. Sự mong cầu về tin tức hay công việc đều chậm chạp, trắc trở. Có tin tức ở xa mong cầu ý kiến của mình, hoặc có sự trách oán ngấm ngầm. Có tin buồn, tiền bạc khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, thuộc mệnh Hỏa. Mọi việc không nên lơ là dễ gặp rủi ro, hoặc bị trách oán, gièm pha. Có sự tu bổ, sửa chữa, hao tốn về mua sắm, hoặc có sự hư hại về đồ đạc. Nên thay đổi hoàn cảnh sống, việc làm hiện tại. Có tin buồn, tài lộc không tốt. Tử vi tuổi Tân Mùi, thuộc mệnh Thổ. Ngày có nhiều sự bận rộn cần phải lo toan giải quyết. Trong nhà hoặc trong công sở có sự tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn đồ đạc, vật dụng. Sức khỏe không tốt, mọi việc khó thành, không thuận lợi. Không nên bày vẽ thêm mọi chuyện. Tử vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh Mộc. Ngày có nhiều sự việc xảy ra rất bận rộn khiến mình phải lo toan, giải quyết. Có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm đồ đạc, vật dụng hoặc có cuộc gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có tin buồn, sức khỏe không tốt, tài lộc dễ hao. Con số may mắn, 4, 8. Giờ tốt, 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, xám. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân. Cục diện tương hại khiến người tuổi Thân phải trải qua một ngày không yên ổn. Bản mệnh vướng phải những chuyện thị phi không mong muốn do có kẻ tiểu nhân giở trò. Đáng buồn là những ai không hiểu rõ về bạn có thể hiểu lầm bạn. Đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản kháng, bởi lời nói cũng chẳng đem lại nhiều ích lợi thực tế. Hãy dùng hành động để chứng minh cho mọi người thấy bạn là người như thế nào. Khi trắng đen đã rõ ràng, kẻ tiểu nhân sẽ phải nhận sai thôi. Kim sinh Thủy, mệnh chủ luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia. Do đó, nếu không tìm được cách giải quyết cho vấn đề, đừng ngại ngần tâm sự với người ấy, hai người cùng suy nghĩ sẽ tìm ra hướng giải quyết nhanh chóng hơn nhiều. Tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh Thủy. Cần phải có sự sáng suốt thông minh, lanh lợi khi đối đầu với công việc cũng như chuyện tình cảm. Dù không có sự thiệt hại gì nhưng sau này dễ có sự phiền lòng. Nên sòng phẳng, chứ nên để tình cảm xen lẫn, có sự thiệt thòi. Có lợi nhỏ. Tử vi tuổi Bính Thân, thuộc mệnh Hỏa. Nếu cần giải quyết việc gì thì nên hỏi ý kiến của quý nhân. Nên đi xa, di chuyển. Sự mong cầu về tin tức làm ăn chậm chạp. Không nên vội vã tiến hành vì chưa hẳn tin tức đó là tin tức có thực, nếu có thực cũng có sự thiếu sót. Có tin vui về chuyện tình cảm, tài lộc tốt. Tử vi tuổi Mậu Thân, thuộc mệnh Thổ. Sự mong cầu về công việc, tiền bạc, tin tức, tình cảm không nên nóng nảy, có sự chậm trễ chút ít nhưng vẫn có kết quả. Nên tiến hành, giải quyết công việc, không nên ngại khi nhận sự giúp đỡ của người khác. Tử vi tuổi Canh Thân, thuộc mệnh Mộc. Ngày có nhiều công việc hoặc có tin tức đến bận rộn khiến phải lo toan hoặc phải giao tiếp. Công việc dễ có sự bỏ dở, hoặc có sự thiếu sót, gặp trở ngại. Có quý nhân giúp đỡ, hoặc đến bàn chuyện có lợi cho mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân, thuộc mệnh Kim. Làm gì cũng không nên hấp tấp dễ gặp rủi ro, kết quả không được như ý. Chuyện tình cảm không nên dây dưa, nhúng tay vào chuyện của người khác đều không tốt, dễ mất uy tín. Có người cần mình giúp đỡ ngoài nhiệm vụ của mình. Con số may mắn, 4, 6. Giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, trắng. Quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu. Kim sinh Thủy, mối nhân duyên của người tuổi Dậu khá tốt đẹp, đặc biệt là với những ai chưa lập gia đình. Hãy cởi mở với những đối tượng tiềm năng theo và cho họ cơ hội được tiếp xúc, trò chuyện với mình nhiều hơn. Nếu đã có gia đình, bạn luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho đối phương. Cho dù có nghe thấy những lời điều tiếng, bạn cũng không vội nghi ngờ, làm to chuyện mà luôn tâm sự thẳng thắn với người ấy trước tiên. Tuy nhiên, Tỷ Kiên lại cho thấy công việc của bản mệnh không quá thuận lợi. Bạn có thể sẽ vướng phải những vụ tranh quyền đoạt lợi của nhân viên trong văn phòng. Bạn hãy là con giáp nghiêm khắc với bản thân, giữ mình tránh xa những chuyện thị phi. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh Thủy. Không nên nóng nảy hoặc hấp tấp,
vội vàng khi có tin không thuận lợi cho mình về công danh cũng như về tiền bạc. Mọi việc đều chưa có sự kết thúc rõ ràng, nên tìm gặp quý nhân thăm hỏi, có tin buồn ở xa. Tử vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh hỏa. Ngày có sự gặp gỡ, hội họp bè bạn, thân nhân, có chuyện vui. Nhưng cũng có tin buồn về bổn mạng, sức khỏe, công danh của người thân. Hao tốn về tiệc tùng, mua sắm. Cuộc vui không nên kéo dài sẽ xảy ra nhiều chuyện phiền toái. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc mệnh thổ. Không nên hấp tấp trong mọi việc, nhất là khi đi xa, di chuyển dễ bị rủi ro, tai nạn hoặc bị phạt vạ. Có tin buồn, ngày có sự hao tốn về giao tiếp, giúp đỡ, tiệc tùng, đình đám. Tuy nhiên vẫn có tài lộc, hoặc chuyện vui. Tử vi tuổi Tân Dậu, thuộc mệnh mộc. Nếu có người đến đề nghị công việc hoặc hợp tác thì nên nhận lời. Có cuộc đi vui chơi ngắn hạn, ngày thuận lợi cho việc kết bạn, đính ước, nên xem trọng tình cảm của người khác đối với mình. Có quý nhân đến giúp đỡ, tài lộc còn chậm chạp, dễ hao. Tử vi tuổi Quý Dậu, thuộc mệnh kim. Có sự chờ đợi chậm chạp, lâu lắc về kết quả công việc hoặc có sự sai hẹn, rời hẹn cho các việc đã có dự tính từ trước. Tài lộc dễ có sự hao tốn về công việc hoặc vui chơi, tiệc tùng, quà tặng. Con số may mắn, 5, 7. Giờ tốt, 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, bạch kim, xám. Quý nhân phù trợ tỵ, sửu, thìn. Tử vi tuổi Tuất. Chính ấn phù trợ, bản chất của người tuổi Tuất là thông minh, nhân từ, không ham danh lợi, nhưng cũng chính điều đó khiến bạn trở thành một người không có chí tiến thủ, dễ dàng bằng lòng với thực tại. Nếu cứ dậm chân tại chỗ, bạn sẽ bị người khác dễ dàng vượt qua. Bạn nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh và đây cũng là cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ, giúp bạn gặp gỡ được quý nhân. Hãy cởi mở hơn và trân trọng những người thực sự đối tốt với mình. Thổ khắc thủy khuyên con giáp này cần phải quan tâm nhiều hơn nữa tới con cái của mình. Bạn có nhận ra mối quan hệ của mình và các con đã trở nên xa cách hơn rồi hay không? Hãy bớt thời gian cho công việc và dành nhiều thời gian hơn cho con. Tử vi tuổi Giáp Tuất, thuộc mệnh hỏa. Sự mong cầu về tiền bạc thường hay có sự trắc trở, gặp rắc rối, hoặc tình hình thực tế xảy ra không đúng như mình tiên đoán. Đề phòng có người chơi xấu hoặc cạnh tranh về danh lợi hoặc tiền bạc với mình. Trong việc hợp tác không nên bày tỏ hết những ý định của mình, dễ bị phản bác, từ chối. Có tin tức vui buồn lẫn lộn ở xa, ngày có sự xoay chuyển, thay đổi công việc, đến kỳ hẹn, đáo hạn, hoặc đang tiến hành thì bị bỏ dở do có tin hoặc có người đến phải giao thiệp. Tử vi tuổi Bính Tuất, thuộc mệnh thổ. Nên đón nhận cơ hội sẽ có sự thuận lợi cho công việc mới khi mình muốn thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Sẽ có người tiến dẫn đến thành công. Vấn đề là do ý chí của mình có vượt qua được những khó khăn còn tồn tại hay không, chuyện tình cảm, giao thiệp nên có tính cách lâu dài, chậm rãi. Tử vi tuổi Mậu Tuất, thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều công việc, tin tức đến dồn dập, xảy ra nhiều chuyện bận rộn. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ, nên tiến hành công việc, không nên để mất cơ hội và giữ được uy tín. Có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Canh Tuất, thuộc mệnh kim. Hãy để mọi sự việc xảy ra tự nhiên, đã đến lúc tình thế thay đổi, nên nhận công việc mới nếu có người đến đề nghị hợp tác. Có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm đồ đạc, vật dụng, nhà cửa. Có tài lộc nhưng hao tốn về giao thiệp, di chuyển. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thuộc mệnh thủy. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ về công việc cũng như về tình cảm, gặp gỡ. Có cuộc vui ngắn, không nên bỏ dở công việc dễ bị khiển trách. Tài lộc trung bình. Con số may mắn, 4, 7. Giờ tốt, 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, cam. Quý nhân phù trợ thân, dần, ngọ. Tử vi tuổi Hợi. Người tuổi Hợi dễ có những tư tưởng bi quan và tiêu cực trong ngày chủ nhật này, do chịu ảnh hưởng xấu của cục diện tự hình. Tuy nhiên, dù có bất cứ khó khăn nào bày ra trước mắt, bạn cũng không nên than thân trách phận, trở thành con giáp cực đoan. Hãy suy nghĩ tích cực và tìm cách khắc phục ngay. Mệnh chủ là người thông minh và nhanh nhẹn, tuy nhiên đôi khi, bạn lại quá nóng vội, đưa ra những quyết định không chính xác. Có thể đây chính là một trong những nguyên nhân khiến bạn cố gắng rất nhiều nhưng lại không thành công như người khác. Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay,
bản mệnh nên đi về hướng Tây Bắc để gặp Hỷ Thần và Tài Thần, hướng Đông Nam. Đây là hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi. Tử vi tuổi Ất Hợi, thuộc mệnh Hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng, nên giữ mức độ bình thường của các việc làm trong ngày. Sự bày vẽ thêm chỉ đưa đến kết quả không tốt, có tin buồn, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thuộc mệnh Thổ. Ngày tuổi của bổn mạng, dù có gặp tin tức không thuận lợi cũng không nên nóng vội. Hãy dùng tình cảm để giải quyết mọi chuyện hoặc tìm gặp quý nhân thăm hỏi ý kiến. Nếu không có việc gì thì cũng không nên bày vẽ chỉ gặp mọi chuyện không hay chỉ đưa đến hao tốn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, thuộc mệnh Mộc. Ngày tuổi của bổn mạng, có nhiều công việc, tin tức đến rất bận rộn phải lo toan giải quyết. Sức khỏe không tốt, có tin buồn về công danh, tài lộc, sức khỏe của thân nhân, bè bạn. Ngày khó có sự kết thúc như ý. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh Kim. Ngày tuổi của bổn mạng, hãy để mọi việc xảy ra tự nhiên không nên toan tính hoặc thay đổi tình trạng hiện tại. Ngày khó có sự kết thúc trong việc mong cầu, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Quý Hợi, thuộc mệnh Thủy. Ngày tuổi của bổn mạng, dễ có sự hiểu lầm hoặc làm ơn mắc oán. Không nên nhúng tay vào chuyện người. Mọi việc nên để tự nhiên và cũng không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện dễ gặp sự phiền lòng, hao tốn. Con số may mắn, 5, 6. Giờ tốt, 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh lam. Quý nhân phù trợ Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.